Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, huyền thoại bất tử. Đất hỡi đất, người vẹn lòng yêu nước. Viên đạn bây giờ cày lên viên đạn năm xưa. Chiếc áo màu xanh dù rách nát, vẫn hiền hòa đùm bọc mẹ sớm trưa. Ấp chiến lược đám mây đen che phủ, lòng xót xa quặn cháy mái nhà rơm. Mẹ lom khom vịn vào vai núi, chúng con đi mở khuất dãy Trường Sơn. Tôi không khóc nhưng bỗng trào nước mắt. Con đã về với mẹ quê hương. Các bạn thân mến, đất nước hòa bình, không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi những người thân yêu nhất mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Những hy sinh thầm lặng vô cùng to lớn, cao cả và thiêng liêng của các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tôn thêm những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ở tỉnh Quảng Nam, có một người phụ nữ đã phải đến 12 lần tiễn con, cháu ra trận đánh giặc và cả 12 người đều không trở về. Vâng, đó chính là bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về mẹ Thứ các bạn nhé! Một, tiểu sử mẹ Nguyễn Thị Thứ. Mẹ Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904 tại thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 18 tuổi, mẹ lập gia đình với ông Lê Tư Trị. Năm 20 tuổi, mẹ sinh con gái đầu lòng là chị Lê Thị Trị, còn gọi là Hai Trị. Thời gian trôi qua, mẹ có đến 12 người con, gồm một con gái và 11 con trai. Cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, cuộc đời mẹ Thứ có những phiền muộn, lo toan để nuôi dạy con cái. Đến khi Tổ quốc kêu gọi, mẹ đã mạnh mẽ động viên con, cháu lên đường chống giặc. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Thứ đã khóc không biết bao nhiêu lần khi lần này tiễn con ra đi, hết người này lại đến người khác. Người con gái lớn cùng mẹ bám trụ với xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi giấu cán bộ, du kích, đánh giặc giữ làng. Không có nỗi đau nào có thể đong đếm được khi 9 người con trai, 2 cháu ngoại và 1 con rể của mẹ Thứ tiếp chân nhau ra trận, rồi lần lượt hy sinh trong hai cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc. 2. Nỗi đau gối nỗi đau, nước mắt mẹ không còn. Mất mát đầu tiên, ngày 18 tháng 6 năm 1948, người con trai thứ hai của mẹ, chiến sĩ giao liên Lê Tự Xuyến, bị giặc Pháp bắn ngay tại đầu làng khi đang làm nhiệm vụ. Nước mắt chưa vơi thì tin dữ lại đến. Ngày 5 tháng 10 năm 1948, người con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau nữa, người con Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong một trận chống cản. Chỉ trong 4 tháng, mẹ mất 3 người con. Con trai Lê Tự Lem vừa tròn 20 tuổi, tham gia bộ đội huyện, đã hy sinh trong lúc chiến đấu với giặc vào đầu tháng 4 năm 1954. Nấm mồ này cỏ chưa kịp lên xanh, mẹ lại phải đắp thêm nấm mộ khác. Mỗi lần nghe tin một người con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm, đau thương không làm mẹ gục ngã. Mẹ tiếp tục động viên những người con khác lên đường. Cả anh rời nhà ra đi, nhiều đêm dài sau đó mẹ trằn trọc, thức trắng âu lo. Ở hậu phương, từ chống thực dân Pháp qua đánh đế quốc Mỹ, trong khu vườn của mẹ luôn có 5 căn hầm bí mật dưới bụi tre, gốc mít, nơi mẹ và con gái đầu là Lê Thị Trị nuôi giấu hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội, du kích. Bao đêm dài, mẹ thao thức canh chừng nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ ngay dưới những căn hầm bí mật trong khu vườn nhà. Trên miệng hầm, mẹ trồng thật nhiều cỏ, vừa để ngụy trang, vừa cho bò ăn. Lúc không có địch, hai mẹ con mở hé cửa hầm cho người ở dưới dễ thở. Hễ có động lại giả vờ ra dắt bò cắt cỏ để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Cựu chiến binh Lê Tự Tân, 80 tuổi, còn nhớ như in những ngày mẹ Thứ nhiệt tình góp gạo vào quỹ nuôi quân. Những đêm họp mật gần như nín thở của chiến sĩ bộ đội bên dưới những căn hầm. Ông Tân hồi tưởng, tôi nhớ nhất là hình bóng mẹ gầy gò bên chiếc đèn dầu tù mù, trông chừng từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến họp hành của các cán bộ chiến sĩ. Nhớ nhất là cái nồi đồng to bằng cái nia nấu cơm, nuôi quân của mẹ. Chén cơm nóng chuyển xuống hầm giải cơn đói cho lực lượng bộ đội mỗi khi hành quân về tá túc tại đây. Mẹ hiền từ, nhiệt tình, thương anh em bộ đội chúng tôi như con đẻ của mình. Mỗi dịp về thăm mẹ, bà dặn dò từng ly từng tí. Sự nghiệp cách mạng còn dài, tụi bây phải cẩn thận, sơ hở là hỏng hết. Ông Lân nhớ lại,
Tháng 9 năm 1966, con trai mẹ là anh Lê Tự Nữ hy sinh. Năm 1972, mẹ lại khóc tiễn đưa hai con là Lê Tự Mười và Lê Tự Trịnh. Năm 1974, đến người con Lê Tự Thịnh, đại đội trưởng bộ đội ở Duy Xuyên ngã xuống trong một trận công đồn. Nỗi đau trong lòng mẹ dường như dâng đến tột cùng, lại đúng vào ngày giải phóng đất nước, 30 tháng 4 năm 1975. Ngày ấy, quê hương Quảng Nam đã được giải phóng. Mẹ Thứ khấp khởi mừng mong người con trai cả là Lê Tự Chuyển đang chỉ huy biệt động Sài Gòn sẽ được bình yên trở về quê hương. Nhưng khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, con trai cả Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã hy sinh ngay gần cửa ngõ vào Sài Gòn. Chỉ trước vài giờ khúc khải hoàn ca chiến thắng vang dậy, non sông thu về một mối. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, sao mẹ Thứ đã âm thầm chịu đựng mất mát vượt quá sức của tất cả những người bình thường. 30 năm kháng chiến trường kỳ, bao đau thương mất mát tới tấp dội đến gia đình mẹ, với 9 đứa con ra đi không một đứa trở về. Không những thế, người con rể Ngô Tường tham gia cách mạng từ thời chống Pháp bị bắt năm 1956. Tuy bị tra tấn dã man nhưng ông không khai báo nửa lời, bị đánh đập đến kiệt sức. Thi thể ông được chôn tại bãi cát Cẩm Hà, Hội An. Cháu ngoại của mẹ là Ngô Thị Cúc và Ngô Thị Điều gia nhập lực lượng cách mạng từ rất sớm. Năm 1973, chị Ngô Thị Cúc hy sinh trong một chuyến công tác vào vùng địch Hậu. Tháng 8 năm 1970, chị Ngô Thị Điều bị lính Mỹ đưa lên máy bay ra tàu thủy để tra hỏi, nhưng chưa tra hỏi được gì thì chị đã qua đời. Mẹ Thứ chỉ còn lại người con gái đầu, cũng là người con gái duy nhất may mắn còn sống sót sau mưa bom, bão đạn là bà Lê Thị Trị. Người dân địa phương thường gọi là bà Hai Trị. Mẹ Thứ gánh nặng đến 12 nỗi đau mất con, mất cháu. Nỗi đau thương quá lớn này không gì có thể bù đắp được. Ngôi nhà nhỏ của mẹ Thứ giữa xóm rừng là một đài liệt sĩ với một dãy bàn thờ các anh, các chị trên tường treo ký những tấm bằng tổ quốc ghi công. Bà Hai Chị lúc đó tuổi đã 80, sang vẫn sớm hôm chăm sóc, đỡ đần cơm cháo, thuốc men cho mẹ Thứ. Hai mẹ con, hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, lầm lũi bên nhau. Bà Hai Chị chia sẻ, vì mù lòa, mẹ Thứ thường nằm một chỗ. Nhưng mỗi khi có ai đến thăm, hoặc nghe có tiếng động là mẹ lật đật ngồi dậy hỏi, đứa mô về rứa bay. Mẹ Thứ đã cạn khô nước mắt khóc thương 9 người con, hai cháu ngoại và một con rể ngã xuống trên chiến trường đánh Mỹ. Nhưng dường như trong tâm khảm của mẹ vẫn hằng mong các con mình còn sống khỏe mạnh và trở về với mẹ như thuở nào. Sự mất mát hy sinh của gia đình mẹ Thứ không có bút mực nào diễn tả hết. Nhiều cựu lãnh đạo cán bộ vẫn còn kể câu chuyện. Vào năm 1998, khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo, cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ. Thưa bà, với quan niệm người Á Đông, con cái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận? Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời. Ở nước tôi, cụ Hồ đã dạy là không có gì quý hơn độc lập tự do, nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi rồi các cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục ra trận để giành lấy độc lập tự do, bình yên mà hôm nay chúng tôi đang hưởng. Người cựu chiến binh Hàn Quốc sững người, rưng rưng nước mắt rồi thấp người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ. 3. Sừng sững tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 17 tháng 12 năm 1994, mẹ Nguyễn Thị Thứ đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 27 tháng 7 năm 2009, tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại núi Cấm thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, lấy nguyên mẫu hình tượng của mẹ Nguyễn Thị Thứ. Từ tháng 12 năm 2011, tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, có con đường mang tên mẹ Thứ. 4. Mẹ Thứ, người mẹ mãi sống trong lòng nhân dân. Trưa ngày 10 tháng 12 năm 2010, sau cơn bạo bệnh, mẹ Thứ đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi đại thọ 106. Vâng, dẫu biết đời người không ai vượt khỏi quy luật, sinh tử, song mẹ Thứ qua đời vẫn làm đau đớn khôn nguôi hàng triệu trái tim cán bộ và nhân dân cả nước. Bởi trong tâm khảm của mình,
Ai cũng ước mong sao cho người mẹ đã có quá nhiều hy sinh mất mát này được sống lâu hơn nữa trong không khí hòa bình, để thế hệ hôm nay còn có cơ hội được trả nghĩa, tri ân. Nói về mẹ Thứ, nhà báo Hoàng Thị Ngọc Diễm, thư ký tòa soạn báo Quảng Nam bồi hồi nhớ lại. Có lần tôi đến thăm mẹ Thứ, khi ấy mẹ không còn minh mẫn, nhưng gặp bà tôi quá xúc động vì không thể tưởng tượng được vì sao người phụ nữ rất bình dị, nhân hậu này phải trải qua những tháng ngày hy sinh vô bờ bến đến như vậy. Trên bàn thờ là 9 bằng tổ quốc ghi công của các con bà, ai đến đây cũng đều rơi nước mắt. Qua người con gái là bà Lê Thị Trị, tôi mới thấy được nghị lực phi thường của mẹ Thứ. Phải nói rằng, hiếm có bà mẹ nào trên thế gian này lại gánh chịu nhiều mất mát như mẹ Thứ. Cũng không ở đâu có người mẹ đi qua những trang sử tang thương của chiến tranh bằng mẹ Thứ. Mỗi lần nghe tin con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm. Có những lần giấy báo tử của các con từ chiến trường báo về, mẹ thẫn thờ lặng im. Nhiều đêm dài sau đó mẹ trằn trọc, thức trắng vì đau buồn, nhớ thương các con. Đã có nhiều bài viết ca ngợi mẹ Thứ, hình mẫu bất tử, nên dẫu bằng bất kỳ bút mực nào khắc họa thêm nữa cũng không thể nói đầy đủ hết công lao của bà, người đã vẹn lòng với đất nước. Xin mượn những dòng thơ trong bài Có những người mẹ thầm lặng của tác giả Vọng Thanh. Có mẹ Thứ, 90 triệu tin yêu, tiễn chồng con 5 lần 7 lượt, mỗi đứa con mẹ héo từng đoạn ruột, nước mắt lan tròn, đẫm ướt gối đêm. Khói lam chiều mở đục lẫn trong sương, chín vành tang trắng trời mùa trái gió. Mẹ rưng rưng đợi cơm ngày hai bữa, não nuột lòng tựa cửa bóng xô nghiêng. Chín người con một rể với cháu hiền, hồn phách lạc trốn rừng hoang sông lạnh. Nơi Trường Sơn hay dòng sông Thạch Hãn, mà ráng chiều nhuộm đỏ mắt sông quê. Chín người con vĩnh viễn không trở về, vành tang trắng mẹ khóc mở đôi mắt. Ôi bóng mẹ nghiêng trao hồn đất nước, mãi xanh màu khúc hát mẹ Việt Nam. Mẹ tên là Nguyễn Thị Thứ, Quảng Nam. Các bạn vừa theo dõi Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ, Huyền Thoại Bất Tử. Các bạn có những chia sẻ gì sau khi xem xong video? Đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần bình luận nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.